Ghi ông bông phải không? Thế ra năm mới phơi phới tên nhở? Cũng sơ sơ thôi anh gái. Sơ sơ là thế nào nhở? Sơ sơ thì em cũng có được 5 cái hút cũng nổi. Mà trong đó thì có 1 3 lần liên tiếp rồi, 4 lần đánh chung kết, lọt hết vào top trending. Sương sương đâu đó khoảng 2-3 triệu view thôi. Thành tích thì cũng gọi là đi lên. À mà còn quý báo thì cũng đã hết báo, hòa nhập với team hơn, mà còn biết đánh tướng hình người nữa. Nói chung thì năm cũ cũng gọi là ok. Thế năm vừa rồi anh Giai có gì nhở? Với người khiếm thị, Flash là ánh sáng. Với người đói, Flash là đồ ăn. Với người khát, Flash là nước uống. Flash có đánh thế nào cũng không ai đồng ý, Flash có tuyên bố gì cũng không ai nghe. Nếu Flash chỉ có một fan, người đó chính là tôi. Nhưng mà ông lại là ai không quan trọng. Team Flash đối đầu Sài Gòn Phantom. Đội tuyển đông fan nhất AOG sẽ có màn chạm trán với ông kẹ đấu trên danh vọng vừa có được 3 chức vô địch quốc đội liên tiếp. Liệu rằng Team Flash với đội hình mới có đủ sức tạo nên điểm nhấn, hay Sài Gòn Phantom sẽ lại tiếp tục chiếm trọn sân chơi? Đón xem tâm điểm tuần đấu diễn ra vào lúc 19:30 ngày 26 tháng 2.